Bố diễn viên nhí, chú ơi đừng lấy mẹ con bị sốc, người ta chửi con tôi là thứ chẳng ra gì. Scandal Kiều Minh Tuấn an nguy tưởng đã yên ngã, nhưng hậu quả thì dường như vẫn chưa dừng lại. Sự ác cảm của một số khán giả quá khích còn dẫn tới hành động nhắn tin chửi Hữu Khang, cậu bé đóng vai con trai an nguy trong phim, mặc dù đây là vai diễn được đánh giá thành công và xuất sắc nhất. Chia sẻ với phóng viên, anh Quyền Huỳnh, bố diễn viên nhí Hữu Khang nói, người ta đã nhắn tin chửi từ mấy ngày nay rồi, nhưng tôi giấu không cho bé biết vì Khang rất nhạy cảm. Họ chê bé diễn dở rồi bình luận kỳ cục lắm, thậm chí họ còn nhắn tin hỏi bé có biết phụ ba Tuấn mẹ An không. Tôi thấy con trả lời là không biết, đó là chuyện người lớn. Vậy là họ chửi, em còn nghĩ đó là ba mẹ hả, em đúng là cái thứ chẳng ra gì. Mọi khi ăn tối học xong, bé thường mượn điện thoại tôi để chơi game. Nhưng từ khi xảy ra chuyện Kiều Minh Tuấn an nguy, người ta nhắn tin phản cảm quá nên tôi không dám cho con chơi nữa. Tối ngày vừa qua 26 tháng 9, sau khi học xong, bé hỏi mượn điện thoại chơi game. Tôi thấy cũng yên yên chút rồi nên đồng ý. Bé đang chơi thì có tin nhắn tới chửi, bé vô tình đọc được buông máy bỏ lên phòng khóc. Tối qua bé buồn không ngủ được, sáng nay cũng bỏ cả ăn, phải nghỉ ở nhà không đi học. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cũng gọi điện mà tôi không nghe máy. Thật sự tôi đang buồn nên không muốn nói chuyện với ai. Tôi cũng không nói chuyện bé bị như vậy với nhà sản xuất vì nghĩ họ đang đau đầu đủ chuyện rồi. Nhưng càng ngày chuyện càng đi xa, tôi tức không chịu được mới viết Facebook. Tôi chỉ lo con ảnh hưởng tâm lý, sáng giờ tôi cũng động viên mà bé cứ bảo chưa đói, tới giờ vẫn đang nằm trong phòng. Trong nhà tôi là người gần gũi với con nhất, nên hôm nay cũng nghĩ làm ở nhà để chăm con, thấy con khóc mình chịu không nổi phải ra ngoài đứng. Còn tức mình là để con đi vào nghề này nên mới bị như vậy, công sức quay ngày quay đêm cực biết bao nhiêu mà giờ lại bị nói như vậy. Con rất ngoan hiền lễ phép và tình cảm, đi quay, còn đi múc nước cho từng người uống nữa, vậy mà lại bị người ta ác mồm ác miệng. Bé mới chưa được 9 tuổi mà đã phải chịu cú sốc tâm lý này rồi, tôi thật sự rất buồn. Bé nhện do Hữu Khang thủ vai có thể nói là nhân vật, phải thể hiện nhiều chiều sâu tâm lý nhất phim, từ giận hờn khi mẹ bị cướp mất đến buồn tủi vì bị bạn trêu chọc là không có cha, và cả bối rối khi phải lựa chọn giữa cha ruột, cha dượng. Kịch bản phim hơi thiếu công bằng với bé nhện khi mô tả tâm lý trẻ con của bé không hề thống nhất. Nhện ngây thơ, nghĩ những buổi đi chơi công viên sở thú của hai mẹ con là do nhện chiều mẹ thôi, nhưng chính cậu bé 7 tuổi đó lại có phát ngôn khá sốc. Đứa trẻ con nào mà chẳng có ba, chỉ có mẹ mà không có ba thì trẻ con ở đâu chui ra được. Tuy nhiên bé Hữu Khang vẫn chinh phục được khán giả bằng lối diễn xuất tự nhiên. Còn bé Chu Diệp Anh với gương mặt quá đỗi dễ thương, chỉ cần mở to đôi mắt tròn cũng đủ khiến trái tim người đối diện tan chảy. Nếu có một lý do chính đáng để khán giả bỏ tiền túi ra rạp xem phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, thì chắc chắn là vì cặp diễn viên nhí này, chứ không phải Kiều Minh Tuấn và An Nguy.